Bỏ qua Haki và trái ác quỷ thì đây là 10 nhân vật mạnh nhất One Piece. Haki và trái ác quỷ được xem là hai loại sức mạnh phổ biến và bá đạo nhất One Piece. Độc giả chúng ta có thể đánh giá hầu hết các nhân vật ở trong truyện chỉ cần dựa vào hai yếu tố này. Thậm chí nhiều người thì còn cho rằng ngoài bá khí và Devil Fruit ra ấy, thì những thứ sức mạnh còn lại giống như là miếng cà chua ở trong hamburger vậy, có hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà thử nghĩ theo hướng ngược lại xem nha. Nếu hai loại sức mạnh trên không tồn tại trong One Piece hoặc bằng một cách thần kỳ nào đó chúng biến mất thì liệu 10 nhân vật mạnh nhất sẽ là ai nhờ? Những cái tên thường góp mặt như là Roger, Gap, dâu trắng liệu còn chiếm trệ ngồi đầu nữa hay không? Và hôm nay mời anh em cùng đi tìm hiểu điều đó nhé. Cơ mà chưa hết, nếu thấy chủ đề ngày hôm nay thú vị đừng quên ấn cho song soi một like để lấy tinh thần nhá. Xong rồi thì let's go thôi nào. Thứ 10, Zutter. Mở đầu cho vị trí số 10 đó là Zutter, thủ lĩnh của tập đoàn tội phạm Gemma 66. Ông dù không được cấy mã gen từ nhỏ như những đứa con, nhưng nhìn chung, trang bị và công nghệ được thiết lập trên người Zutter là tân tiến nhất và vượt trội hoàn toàn so với những Ichiji hay là Niji. Thậm chí dù có so sánh với những nhà khoa học chung thời đại thì Zutter vẫn sẽ hơn họ nhé. Anh em thử nghĩ mà xem, Queen chủ yếu tác động lên trái ác quỷ thì không tính trong video ngày hôm nay rồi. Caesar cũng liên quan đến trái ác quỷ. Riêng về phần Vegapunk thì là người đàn ông thông minh nhất One Piece thì cũng lại chẳng chú trọng đến việc chiến đấu của bản thân. Nhìn chung Zutter thì chính là đại diện duy nhất của sức mạnh khoa học ngày hôm nay. Nói sâu hơn về sức mạnh của Zutter nhá, ngoài các năng lực cơ bản của Red Sui ra ấy, ông vượt trội hơn những đứa con ở chỗ là còn sở hữu luôn cả năng lực thể chất thuần túy, cộng kèm với cây giáo điện từ nữa thì chẳng khác nào là Don Quixote đánh nhau với cối xay gió cả. Chỉ tiếc một điều vì không bị tác động bởi mã gen cho nên ý chí của Zutter thì rất là cùi mía nhá, hở tí là khóc bù lu bù loa, mất mặt vãi anh em ạ. Thứ 9 là Mihawk. Ở hạng 9 chúng ta có sự góp mặt của Mỹ Hạnh. Đã từ rất lâu rồi, trong những video sức mạnh xăm soi thì mới đánh giá Mihawk thấp như vậy. Cơ mà cũng phải thôi anh em ạ, con át chủ bài Haki của ông đâu được tính vào nữa đâu. Cụ thể hơn, sau khi mà không thể sử dụng Haki nữa thì Mihawk thì vẫn còn có kiếm pháp và kiếm khí. Danh hiệu kiếm sĩ số 1 thế giới đương nhiên đồng nghĩa với việc người có kiếm pháp số 1 thế giới rồi. Thậm chí những kiếm pháp kiếm khí của ông thì còn có thể nói là thổi bay cả một tảng băng siêu to khổng lồ tại Marineford, hơn cả lệnh hồ sung hay là dương quá nhá. Dự là bộ giáp Gemma của Zutter sẽ khó lòng mà phòng thủ nổi. VIP Pro nhất, ông là người duy nhất ở thời đại này sở hữu hắc kiếm. Dù chưa biết hắc kiếm thực sự có tác dụng thế nào nhưng đảm bảo sẽ khỏa lấp được một phần sức mạnh của Haki đấy. Ngoài Mihawk ra thì Ryuma cũng rất xứng đáng để xếp vào video ngày hôm nay. Cơ mà chúng ta ngoài hắc kiếm Susui ra thì cũng chẳng biết gì về kiếm sĩ huyền thoại này cả. Nên thôi, mình nhờ anh em đoán và xếp hạng Ryuma ở vị trí nào nhá. Thứ 8, chúng ta có Gap và Roger. Anh hùng hải quân được xem là đối thủ xứng tầm nhất của vua hải tặc, chứng tỏ Haki của hai người hoàn toàn ngang tầm nhau. Bỏ qua Haki, sức mạnh của họ thì vẫn một chín một tái và xứng đáng lọt top 8 ngày hôm nay. Đầu tiên là Gap, ông có sức khỏe vô cùng phi thường, ném những quả đại bác như anh em chúng ta ném viên đá nhỏ vậy. Giá mà thời cấp 3 mình ném được một nửa của ông thì có lẽ đã đạt huy chương vàng môn đẩy tạ rồi, chứ cũng không phải ném thẳng vào chân ông thầy thể dục đâu. Chưa dừng lại ở đó nhá, anh em còn nhớ quả đại bác khổng lồ gắn dây xích chứ. Nó ít nhất thì cũng phải vài chục đến vài trăm tấn đấy, chứ cũng không đùa đâu. Sức khỏe như vậy thì đúng thật là điên rồ. Ngoài thể chất siêu phàm ra, ông nội Luffy còn là một bậc thầy lục thức. Để biết môn võ này lợi hại ra sao, anh em có thể xem lại Arc Edilobi rồi nhân lên 10 lần nhá. Đơn giản vì Roblooksy không thể nào so được với thầy ông nội đai đen đâu. Sau đó nữa thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến Roger. Về thể chất dù không thể hiện ra quá nhiều nhưng mình vẫn nghĩ vua hải tặc thì ngang tầm với Gap. Việc ông không có lục thức thì cũng được bù lại bằng khả năng sử dụng kiếm pháp.
đồng ý rằng Roger nổi tiếng với những nhát kiếm bọc Haki báo vương. Tuy nhiên, bỏ Haki đi thì nó vẫn bá đạo anh em ạ. Hai huyền thoại này hoàn toàn xứng đáng xếp ở hạng 8. Điều đó thì không có nghĩa là họ yếu, bởi vì tồn tại những con quái vật kinh công Godzilla ở hạng cao hơn nữa đấy. Thứ 7, chúng ta có Oden. Và cái tuổi mà anh em chúng ta còn đang tắm mưa, tắm sông, đốt hố xí nhà hàng xóm thì Oden đã thể hiện mình là một người siêu phàm rồi. Nào là đánh nhau với dã thú này, ẩu đả với giang hồ, thậm chí còn bê cả tảng đá siêu to khổng lồ để gây ra lũ lụt. Nhìn chung thể chất mà Oden sở hữu không hề thua kém gì Gap hay Roger, nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên thứ giúp ông vươn lên hạng 7 còn phải kể đến đó là kiếm pháp nhá. Đầu tiên phải nói về xuất thân. Từ khi 7 tuổi thì Oden đã thuần thục hai thanh Ameno Habakiri và Enma, chứng tỏ ông phải làm quen nó vào đâu đó 4 hoặc là 5 tuổi. Cho dù không dùng Ryugo và Haki báo vương, nhưng mà nhìn chung kiếm pháp từ lò đào tạo Wano Quốc thì vẫn sẽ vô cùng bá đạo, chắc chắn cũng không hề thua kém bất kỳ một kiếm sĩ nào đâu. Tóm lại thì dân chơi Kozuki chính là sự kết hợp giữa kiếm pháp tầm cỡ Mihawk và thể chất tầm cỡ Gap và Roger, cho nên tổng thể là một sự vượt trội hơn hẳn ba cái tên ấy. Cơ mà đến giờ mình vẫn không hiểu rằng tại sao Sukiyaki và Momo đều là những người rất bình thường nhưng Oden lại phi thường như thế nhở. Có lẽ nào khi mà mẹ của ông mang thai đã uống phải thuốc tăng đề kháng của bánh khả? Nghe cũng hợp con nhà bà Lý phết ở nha. Thứ 6 là Kaido. Cũng giống như Oden, Kaido từ nhỏ đã rất bố đời và thể hiện sức mạnh bá đạo trong nhiều cuộc chiến. Tuy nhiên nhìn chung thì tứ hoàng bách thú thì vẫn mạnh hơn dân chơi Kozuki nhờ vào dòng máu Oni chảy trong người. Cụ thể thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết tộc Oni thực sự là có sức mạnh như nào, nhưng mà cũng có thể dự đoán một số như sau nhé. Đầu tiên là tăng cường thể chất bao gồm tốc độ, sức mạnh, độ bền đến từ một level mà người khổng lồ Elbat cũng phải chào thua. Thứ hai là cơ thể cứng cáp. Nhiều người nghĩ rằng cơ thể của Kaido là bất khả xâm phạm nhờ vào vảy rồng từ Uo Uo. Cơ mà bản thân mình nghĩ nó thì chỉ đúng một phần thôi anh em ạ. Dòng máu Oni cũng giúp lớp da của ông cứng như sắt thép nữa. Thứ ba là máu chiến. Nó thì cũng giống như là ý chí kiên cường của tộc Di, nhưng mà theo hướng tiêu cực hơn nhá và bạo lực hơn nữa. Và cuối cùng là hai chiếc sừng. Thì tác dụng của nó là để húc hoặc là trang trí, nhìn thì cũng ngầu mà. Sau khi mà lên chức tứ hoàng, cơ thể Oni của Kaido được hoàn thiện một cách mạnh mẽ. Bỏ qua Haki và trái ác quỷ thì anh em chúng ta vẫn còn thấy được một số thứ đặc biệt, ví dụ như là các trạng thái say rượu của ông này. Rõ ràng là một người bình thường như Gap dù có sức khỏe level sơn tinh thủy tinh thì cũng khó lòng mà chống nổi nhá. Thậm chí khả năng dùng chùy pháp của Kaido cũng chẳng thua kém gì kiếm pháp của Oden cả. Đâu phải tự nhiên mà tốc độ vung chùy vượt qua được cả Haki thấu thị tương lai của Luffy đâu. Bá đạo là thế, tuy nhiên thì Kaido vẫn sẽ phải chịu thua trước bà chị gái mưa của mình đang ngồi ở hạng 5. Tất nhiên rồi, hạng số 5 chính là Big Mom. Có nhiều giả thuyết được đặt ra cho sức mạnh bí ẩn của Big Mom, tuy nhiên thì đến nay vẫn chưa biết câu trả lời chính xác là gì. Chúng ta chỉ biết rằng ngay từ nhỏ bà đã có cơ thể kim cang bất hoại, cứng hơn hẳn cơ thể của Kaido trước khi mà ông ăn trái Uo. Về sức lực thì gần như là đứng top server khi mà có thể khuấy đảo cả làng Elbat, thậm chí ném trưởng lão khổng lồ như là ném một con khỉ già vậy. Một minh chứng khác cho thấy sức mạnh của Big Mom là khi chỉ mới 10 tuổi, bà đã được truy nã là 500 triệu Belly, con số mà Luffy mãi đến năm 19 tuổi mới đạt được nhá. Càng lớn tuổi chúng ta càng thấy sức mạnh của Big Mom bị thụt lùi so với Kaido hay là các tứ hoàng khác. Đó là vì bà không hề luyện tập Haki, cũng chẳng quan tâm gì đến trái ác quỷ, mà suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại với ba công việc ăn, ngủ và đẻ mà thôi. Tuy nhiên nếu thế giới One Piece mất đi Haki và trái ác quỷ, chắc chắn một lần nữa, mẹ lớn sẽ lại bá đạo như ngày còn nhỏ thôi. Cỡ Kaido chắc là nắm đầu đấm như con luôn ấy anh em ạ. Thứ tư, chúng ta có Little Orginian. Nếu chỉ là người khổng lồ bình thường của tộc Elbat, kẻ ấy chắc chắn cũng không thể nào so được với những cái tên mình vừa kể bên trên.
Tuy nhiên, nếu là người khổng lồ quỷ như là Little Orginian thì lại khác à nha. Sức mạnh đầu tiên của anh đó là kích thước siêu to khổng lồ, cơ thể đứng ngang hàng với đài hành hình của Tổng bộ Hải quân. Thậm chí nếu như mà so với tộc Elbat thì người bạn nhỏ này của A vẫn sẽ to, cao, gấp đôi họ đấy. Kích thước thì gấp đôi, tuy nhiên thể chất thì ít nhất cũng phải gấp hàng chục lần. Little thì có thể nâng cả con tàu Moby Dick nặng hàng trăm, hàng ngàn tấn của bố già. Từ hỏi nếu ăn một cú đấm với sức lực như ấy thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Chắc là nát như là xúc xích pony 100% thịt luôn. Cơ mà anh em cứ yên tâm đi nha, Little Orginian rất ít khi đấm người khác. Bởi lẽ vũ khí của anh là một thanh đại đao dài xương xương khoảng 40m. Đừng nói là con tàu, cho dù cả tòa nhà thì một cú quật thì cũng đều sẽ tan nát. Và điều thú vị nhất anh em có biết là gì không? Tức là toàn bộ sức mạnh của thanh niên này cũng không hề bao gồm Haki và trái ác quỷ. Tức là nói theo một cách nào đó thì anh đang cày chay trong thế giới của dân nạp VIP đấy. Hạng 4 là quá xứng đáng luôn rồi. Bên lề một tí, dù cao to đen hôi có thể được xem là vũ khí lợi hại nhất của anh, tuy nhiên nó lại là con dao hai lưỡi vì khiến Little trở nên chậm chạp và u lì. Bằng chứng là khi mà phải đối đầu với những kẻ nhanh nhẹn như là Doflamingo hay là Kuma thì đành bó tay rồi. Nhưng đó là nhờ hai thanh niên thất vũ hải này có trái ác quỷ. Chứ trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì dù có là Big Mom thì cũng xin cái tuổi luôn nhá. Thứ ba, đó là O. Nếu như kích thước gấp đôi người Elbat của Little Orginian đã được mô tả với hai từ khủng khiếp thì đây, tổ tiên O của anh cần phải được mô tả bằng dòng chữ đó là Godzilla. Đồng ý rằng xét về chiều cao thì O chỉ có cao hơn 7m thôi, tuy nhiên xét về kích thước tổng thể thì gần như thanh niên cổ đại này to gấp đôi Little và gấp 4 lần người Elbat đấy. Nói đến đây thì hẳn một số anh em sẽ bĩu môi và cho rằng hứa O này yếu bỏ sư ra vì từng bị Luffy Nightmare đập cho vỡ mồm tại Thủy Điện Bắc. Cơ mà không bé ơi, đó chỉ là cái xác của hắn mà thôi nhá. Anh em so sánh vậy thì khác nào lấy con gà luộc đi chọi với con chiến kê đâu, đúng không nào? Thậm chí nếu xét riêng về thể chất thì có lẽ O phải là top 1 server đấy. Để giúp anh em có niềm tin hơn thì mình đưa ra luôn bằng chứng này. Little có thể nâng con tàu của dấu trắng, Gap có thể ném quả tạ khổng lồ, còn thứ O làm ấy là kéo cả một lục địa, và lục địa trong thế giới One Piece thì chắc là nó tương đồng với một hòn đảo anh em ạ. Chứ chả lẽ đi kéo cả Red Line thì nó lại ảo ma Shizuka quá, đúng không nào? Chưa dừng lại ở đó, O thì còn có một cơ thể siêu phàm mà anh em chúng ta cũng chưa được làm rõ, chỉ biết rằng bác sĩ Chopper công nhận điều đó mà thôi. Tóm cái váy lại nha, dù chưa được thể hiện quá nhiều sức mạnh lúc còn sống, nhưng mà nhìn vào thằng cháu bá đạo như thế, mình nghĩ rằng O thì chắc mạnh hơn Little gấp đôi là ít nhất đấy anh em ạ. Vậy thì thật ra kẻ nào còn mạnh điên rồ hơn cả người khổng lồ này đây? Dừng lại 5 giây xem anh em có đoán ra được không nhá. Thứ hai là King. Không có thể chất quá mạnh mẽ, cũng chẳng có kích thước to lớn, thậm chí kiếm thuật của King cũng chỉ ở hạng xoàng. Tuy nhiên, dòng máu Runarian đang chảy trong người anh lại là thứ sức mạnh thuần túy và quý giá nhất bộ truyện đấy. Thậm chí nó thì có thể được gọi là sự kết hợp của nhiều trái ác quỷ. Đầu tiên là khả năng điều khiển lửa của Meramera. Nếu như Kinemon, Zoro hay là Sanji làm anh em chúng ta bất ngờ với những đòn tấn công bỏng cháy thì đây, thứ mà King có là cả một bầu trời lửa sẵn sàng hủy diệt cả một hòn đảo. Thứ hai là khả năng thích nghi của cơ thể trước mọi môi trường và miễn nhiễm với mọi loại độc tố. Như thế chẳng khác nào là OPOP kết hợp với Doku cả. Thứ ba cũng là quan trọng nhất không khác gì ngoài thân thể. Nói sao ta? Nó thì còn hơn cả cơ thể kim cương bất hoại, hơn cả sự bất tử luôn anh em ạ. Thì giống như là xung quanh lớp da đó là năng lực Bari Bari vậy ấy. Dù bất kỳ một đòn tấn công nào cũng không thể xuyên qua, bao gồm cả Haki bao phương cấp cao. Cách duy nhất là chờ cho đến khi King tắt ngọn lửa trên vai mà thôi. Nhưng mà anh em nghĩ đi nhá, trong thế giới không có Haki quan sát cũng không có trái ác quỷ thì lấy cái gì mà bắt kịp tốc độ của Nguyệt nhân tộc được không nào? Đương nhiên ấy là No Hope rồi. Vị trí sinh vật mạnh nhất thế giới ngày hôm nay chắc chắn thuộc về anh da nâu, Arbor. Số 1, những nhà huấn luyện Pokemon. Và hạng đặc biệt cũng là tối cao trong video ngày hôm nay, vượt trên cả sinh vật mạnh nhất trên thế giới chính là những nhà huấn luyện Pokemon tồn tại trong thế giới One Piece.
Mình nói là đặc biệt bởi vì nếu như mà solo, họ gần như không có một cửa nào trước King. Nhưng nếu so sánh sức mạnh tổng thể thì lại vượt trội hơn King đấy. Hai cái tên ấy bao gồm là Shidehoshi và Monosuke. Đương nhiên là công chúa người cá thì sẽ mạnh hơn công công nhà Kousuki rồi. Cụ thể thì Pokemon của Momo sẽ là Zunisha, sinh vật to lớn nhất đã được xác định. Còn Shidehoshi sẽ là hàng trăm, hàng ngàn con vua biển đang tồn tại trên khắp thế giới. Ở trong một thế giới không có Haki và trái ác quỷ thì loài người chẳng khác nào là đám kiến dưới chân của bọn quái vật này cả anh em ạ. Đấy là mình còn chưa kể đến cái bóng cao 54.000m ở 3D Bắc đây nhá. Phun một bãi nước bọt chắc là trôi mẹ cả thị trấn rồi. Chuyển sinh luôn cho nóng chứ đánh đấm cái gì nữa được không nào. Và rồi video ngày hôm nay cũng đã kết thúc ở đây rồi. Nếu anh em thấy hay ho, thú vị đừng quên ấn cho Samsung một like để làm động lực và cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video khác nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc bình luận ngay thôi nào. Đầu tiên là bạn Quan Nguyễn hay là Quân Nguyễn, huyền thoại bố già, Oda mà có movie về bố già thì bao nhiêu tiền tôi cũng đi xem bố già combat đỉnh vãi. Chuẩn đét luôn bạn ơi. Ngoài movie về bố già ra thì cũng mong là có một bộ nói về trận God Valley nữa. Một vé 500k thì vẫn cố nhịn ăn nhịn uống để đi xem. Tiếp theo là bạn Trần Trọng Nguyên, Rubik. Nếu Nami ăn trái ác quỷ của Boa thì sao anh? Ở trong thế giới One Piece thì sắc đẹp của Nami còn thua Boa vài bậc. Nói chung thì vẫn sẽ tác dụng lên đến khoảng 70% đàn ông. Nhưng mà cũng không thể nào so được với nữ hoàng hải tặc với tỷ lệ là 99,99% đâu nha. Cuối cùng là bạn Nguyễn Xuân Sơn. Vì sao Squado đâm dâu trắng mà sau lưng của bố già lại không có vết đâm của Squad phải anh? Nếu xét trên thực tế nhá, thì một vết đâm từ trước xuyên ra sau thì vẫn sẽ để lại dấu vết, nhưng chắc là Oda không muốn vẽ nó bởi như thế sẽ mất đi hình tượng tấm lưng không có một vết sẹo của bố già đấy bạn ạ. Vậy anh em có muốn lên TV như ba bạn may mắn bên trên hay không? Nếu có thì đừng quên để lại ý kiến hoặc câu hỏi bên dưới để xăm soi bế mọi người lên nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo vào ngày mai nha. Bye bye.